Hân Hỷ kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Phong thủy ứng dụng của kênh Phong thủy Gia Cát trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Độc Tài. Quý vị thân mến, theo tử vi của tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997, dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc xấu, điều này sẽ ảnh hưởng đến tình bạn của họ. Có may mắn trong học tập, vì vậy nên phải học tập chăm chỉ hơn để đạt được tiến bộ, sẽ tốt hơn cho các bạn ra nước ngoài và học tập để chuẩn bị cho một sự nghiệp tương lai của họ. Đối với sự may mắn trong tình yêu và mối quan hệ, nhiều vấn đề có thể nảy sinh giữa bạn và người yêu của bạn, đặc biệt là vào nửa cuối năm. Tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 có thể được xem là một người đóng thế ở cấp độ chuyên nghiệp. Kinh nghiệm bạn đã tích lũy được cho đến nay và cách xử lý tình huống khó khăn của bạn, có thể bạn có được đề xuất cho các vị trí và vị trí cao. Về tài chính thì có vẻ là tốt, thu nhập từ nơi làm việc tăng lên nhưng cũng có khả năng thừa kế. Sự nhiệt tình có thể khiến cho bạn nghĩ về một khoản đầu tư lớn nhưng hãy phải suy nghĩ cẩn thận hơn về cơ hội thành công của mình. Đinh âm hỏa gặp canh dương kim là chính tài, nghĩa là bị thân khắc sinh tài, dễ trúng thưởng, được tài lộc từ người khác mang đến. Năm nay, tuổi Đinh Sửu dễ có cơ hội trúng thưởng, không nhất thiết là trúng số, nhưng cũng có thể là một trong số món lộc trời cho mệnh chủ tuổi Đinh Sửu, sinh năm 1997, nạp âm ngũ hành là giản hạ thủy. Người sinh năm này, phần lớn tính tình ôn hòa, không thiếu điều kiện về ăn mặc. Lúc trẻ, tài lộc luôn không thiếu, về già thì vui cảnh bên con cháu. Năm Canh Tý nạp âm ngũ hành bích thường thổ, thủy khí bị thổ khí khắc, nên trong năm này mệnh chủ rất có thể sẽ mắc các bệnh liên quan tới bàng quang hoặc là xương cốt, cần phải chú ý nhiều hơn. Năm nay lục hợp thái tuế cũng là quan tinh, đánh dấu một năm có không gian phát triển khá tốt, được cấp trên tín nhiệm khen thưởng. Nữ mệnh còn độc thân có thể nắm chắc lấy cơ hội của mình tiến đến kết hôn. Những người đã kết hôn thì tình cảm càng thêm mặn nồng. Sử dụng vòng tam hợp quý nhân để thâu thu tài lộc và may mắn các bạn nhé. Tổng quan vận hạn của tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997, năm Canh Tý 2020. Nam mạng trong năm Canh Tý thì sao Vân Hớn chiếu mạng, đàn ông hay là đàn bà gặp phải sau này làm ăn thì mọi việc đều trung bình, khẩu thiệt, phòng thương tật ốm đau, nóng nảy, mồm miệng. Nam thì gặp tai tinh, bị kiện thưa bất lợi, nữ không tốt về thai sản, nhất là vào tháng 4, tháng 8 âm lịch. Do vậy, người bị sao Vân Hớn chiếu mệnh cần phải thận trọng trong lời ăn tiếng nói, tránh đi sự tranh chấp bất lợi dẫn đến những kiện tụng cò bóp. Hạn thiên la chủ về sức khỏe và tâm lý. Gặp phải hạn thiên la thì đề phòng cảnh vợ chồng cãi nhau, ghen tuông vô cớ, khiến cho chuyện nhỏ quá lớn, dẫn tới cảnh vợ chồng xa cách, ly thân, ly dự. Thế nên cả hai cần phải nhẫn nhịn, thấu hiểu nhau, như vậy mới có được hạnh phúc. Tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997, nữ mạng, trong năm 2020, sao La Hầu là sao chính thất kiến hung, nên bị sao La Hầu chiếu là xấu đối với cả nam và nữ, nhưng kỵ với nam giới nhiều hơn, nhất là vào tháng riêng và tháng 7 âm lịch. Trong năm này có thể gặp phải tranh chấp liên quan đến luật pháp, công quyền tranh cãi, ăn nói thị phi, tai nạn, bệnh tật, về mắt, máu huyết, hao tài, ảnh hưởng tới cả gia đình, cần phải đề phòng gặp nạn về công danh sự nghiệp. Hàn Diêm Vương bất lợi lớn đối với phái nữ, đặc biệt là những người mang bầu sinh em bé thì hạn sức khỏe tài sản thường bị đe dọa nghiêm trọng. Tình hình nặng nhất có thể nguy hiểm đến tính mạng. Người đau ốm nếu không được chữa trị hoặc là chữa trị không đến nơi đến chốn để lâu ngày cũng khó có mà qua khỏi. Tuy nhiên đây là một năm tuyệt vời đối với mọi người. Nếu không mắc phải bệnh hoặc là chữa trị tốt thì năm nay ăn nên làm ra, phát tài phát lộc, gia đình luôn luôn vui vẻ hạnh phúc, vạn sự phát tài. Về phương án kích hoạt cung tài lộc cho các gia chủ tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997. Phương án thứ nhất đó là tuyển chọn nhân sự cho cửa hàng công ty. Tuổi theo thiên can hóa ngũ phúc, đinh hợp nhâm hóa mộc hỏa vào những tháng dần, mão, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi, sửu, tương ứng sẽ là các tháng 1, 2, tháng 4, tháng 4 nhuận, tháng 5, 6, 8, 9, 10 âm lịch trong năm 2020. Vậy nên, nếu như mệnh chủ muốn hợp tác hoặc là tuyển dụng những nhân sự có nạp giáp thiên can là nhâm, có thể tiến hành vào những tháng này. Một số mệnh chủ tuổi nhâm như là nhâm thân sinh năm 1992, nhâm tuất 1982, nhâm tý 1972, nhâm dần 1962 và nhâm ngọ sinh năm 2002. Tuổi theo tam hợp hóa ngũ phúc,
Tị, Dậu, Sửu, Hóa, Kim vào các tháng Tị, Ngọ, Mùi, Tý, Sửu, tức là các tháng 4, tháng 4 nhuận, tháng 5, 10, 11 âm lịch. Nếu mệnh chủ tiến hành hợp tác làm ăn với những tuổi trong bộ tam hợp này thì cần phải chú ý những tháng trên. Nếu có thể tiến hành vào những tháng này thì rất hanh thông, thuận lợi, may mắn. Và một số điều cần phải chú ý khi mà chọn tuổi trong bộ tam hợp, đó là nếu kết hợp với các mệnh chủ tuổi Tỵ sẽ chọn ngày hoặc giờ là Dậu, và ngược lại, nếu mệnh chủ tiến hành kết hợp làm ăn với mệnh chủ tuổi Dậu thì sẽ chọn ngày giờ là Tỵ nhé. Tuổi Thiên Lộc. Tuổi Thiên Lộc thì mang lại tài lộc, may mắn về mặt tài chính, sự nghiệp và công danh. Vị trí tốt cho tuổi tài lộc có thể là đối tác, nhân viên lễ tân, nhân viên bảo vệ vợ con. Tuổi Thiên Lộc của Đinh Sửu sinh năm 1997 sẽ là Ngọ, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Giáp Ngọ 1954, Bính Ngọ 1966, Canh Ngọ 1990, Mậu Ngọ 1978 và Nhâm Ngọ 2002. Tuổi Âm Quý Nhân là người hỗ trợ, giúp đỡ phần tiềm ẩn, ứng với vị trí nhân viên kế toán, thủ kho, thủ quỹ. Âm Quý Nhân của Đinh Sửu 1997 sẽ là Dậu, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: Quý Dậu 1993, Ất Dậu 2005, Tân Dậu 1981, Đinh Dậu 1957, Kỷ Dậu 1969. Tuổi Dương Quý Nhân là người hỗ trợ giúp đỡ mình biểu hiện ra bên ngoài, ứng với vị trí của nhân viên kinh doanh, người hỗ trợ kinh doanh, chồng con. Dương Quý Nhân của Đinh Sửu năm 1997 sẽ là Hợi, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: Tân Hợi 1971, Quý Hợi 1983, Kỷ Hợi 1959, Ất Hợi 1995 và Đinh Hợi là sinh năm 2007. Vị trí cung tài lộc và cung quý nhân trong trạch đất: Ngọ tại phương vị Nam 187,5 độ, Hợi tại phương vị Tây Bắc 337,5 độ, Dậu tại phương vị Tây 277,5 độ. Các vị trí này trong nhà, cửa hàng, công ty thì mệnh chủ cần phải luôn luôn giữ được sạch sẽ, không được để những vật dụng nhiều âm khí, uế khí. Có thể sử dụng thêm các vật phẩm phong thủy để chiêu mời quý nhân, kích hoạt hòa hợp âm dương, thiên địa nhân hợp nhất để bài trí an vị tại các phương vị này trong văn phòng và cửa hàng của nhà mình. Do Sửu Mùi là trực xung nên việc chọn tuổi làm ăn kinh doanh cần phải chú ý hạn chế hết sức có thể việc kết hợp với những mệnh chủ tuổi Sửu. Nếu tiến hành thì cần phải có biện pháp hóa giải hợp lý. Ngoài ra, Tý Sửu thuộc bộ lục hợp nên việc chọn lựa tuổi những mệnh chủ tuổi Tý trong trường hợp này sẽ rất là cát lợi. Tuổi Thiên Mã. Tuổi Mã thì liên quan đến phần động vận chuyển ở bên ngoài, ứng với các vị trí lái xe, nhân viên thu hồi công nợ, nhân viên vận chuyển hàng hóa. Tuổi Thiên Mã của Đinh Sửu 1997 là Hợi, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Đinh Hợi 2007, Tân Hợi 1971, Kỷ Hợi 1959, Ất Hợi 1995, Quý Hợi 1983. Phương án tiếp theo đó là chọn hướng nhà, văn phòng và cửa hàng. Yếu tố đầu tiên trong việc chọn hướng nhà, văn phòng, cửa hàng, khai sơn lập hướng mới cần phải xét đến tuổi của trạch chủ có phạm kim lâu, hoang ốc, tam tai và có hợp với trạch đất nhà mình hay không. Xét đến kim lâu năm 2020 canh tí thì gia chủ 24 tuổi, theo cách tính kim lâu thì trong năm nay mệnh chủ sẽ phạm phải tuổi kim lâu. Năm 2020 canh tí, gia chủ tuổi Đinh Sửu sinh năm 97 sẽ là 24 tuổi nên phạm phải hoàng ốc. Còn xét về tam tai thì nam mệnh gia chủ tuổi Đinh Sửu cần tránh các năm tam tai Hợi, Tý, Sửu. Năm nay là năm canh tí, theo cách tính tam tai thì gia chủ sẽ phạm phải tuổi đại kỵ tam tai. Vậy nên, nếu muốn xây dựng mới, gia chủ tuổi Đinh Sửu sinh năm 97 nam mệnh sẽ không thể đứng ra động thổ cho trạch đất nhà mình. Nếu muốn bổ sơn vận hướng để tiến hành xây dựng mới, mệnh chủ cần phải tiến hành tìm người phù hợp với trạch đất, hợp với tuổi của mệnh chủ để tiến hành động thổ. Tiếp theo chương trình thì xin mời quý anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy về các hung vận ký từng hướng nhà khi kết hợp với gia chủ tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997. Với nam mạng Đinh Sửu sinh năm 97 sẽ thuộc cung Chấn Mộc, xét theo cung mệnh thuộc Đông Tứ Mệnh, vì vậy sẽ hợp với bốn hướng tốt của trạch đất Đông Tứ Trạch, đó là hướng Đông Phục Vị, Bắc Thiên Y, Đông Nam Diên Niên, hướng Nam Sinh Khí. Ngoài ra cần tránh bốn hướng xấu của Tây Tứ Trạch sẽ là hướng Tây Nam Họa Hại, Tây Tuyệt Mệnh, Đông Bắc Lục Sát, Tây Bắc Ngũ Quỷ. Với nữ mạng Đinh Sửu 1997 cung Chấn Mộc, xét theo cung mệnh thuộc Đông Tứ Mệnh, vì vậy sẽ hợp với bốn hướng tốt đó là Đông Phục Vị, Bắc Thiên Y, Đông Nam Diên Niên, Nam Sinh Khí.
Ngoài ra cần phải tránh bốn hướng xấu thuộc Tây tứ mệnh, đó là Tây Nam họa hại, Tây tuyệt mệnh, Đông Bắc lục sát và Tây Bắc là ngũ quỷ. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà phạm họa hại là sao lộc tồn, thuộc thổ hướng Tây Nam tự quái là khôn, phạm vào thì bị quan phi khẩu thiệt, hao tài tán lộc, bệnh tật, gặp phải tai nạn bất ngờ, dẫn tới tổn thương lớn, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc, nghèo khổ, nên xấu vô cùng. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trong căn nhà không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao liêm trinh thuộc hỏa tự quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dạy, bị hỏa hoạn, bệnh tật, khẩu thiệt, hao mòn ruộng vườn, gia súc, tán thải tán lộc, tổn hại nhân đinh. Hơn nữa, nếu cố tình bất chấp xây dựng sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc kim, tự quái là đoài. Phạm cung tuyệt mạng có thể bị tuyệt tự, tổn hại con cái, không sống lâu, dễ bị tiểu nhân quấy phá, nhiều khó khăn, dễ tai nạn dẫn tới mất sức lao động, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng phạm vào lục sát, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy tự quái lạc hàm, chủ về thị phi, khiến cho tâm lý luôn rơi vào trạng thái rối loạn, bất an, không tập trung vào công việc, khiến tài vận đi xuống, gia đạo nhiều biến động. Các thành viên sinh sống trong nhà thì gặp phải nhiều chuyện không như ý. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà hợp hướng được phục vị nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Phục vị là sao tả bồ thuộc bộc hướng Đông Nam tượng quái là tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, ắt sinh quý tử, con cái dễ nuôi, sự nghiệp và công việc hanh thông thuận đạt. Nếu như mệnh chủ gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Xây nhà và ở với hợp hướng sinh khí thì rất cát lành, vì sinh khí tượng là sao tham lam thuộc mộc hướng đông, tượng quái là chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, lợi cho quan lộc, làm ăn mau giàu, nhân khẩu tăng thêm, khách khứa tới đông, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Hướng này rất phù hợp cho các gia chủ theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, tiến hành mở cửa hàng, công ty hay là nhà hàng. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà hợp hướng được diên niên là sao vũ khúc thuộc kim, hướng Tây Bắc tự quái là càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc, trung phú, sống lâu, của cải, vợ chồng vui vẻ, nhân khẩu, lục xúc đại vượng. Đây là hướng đẹp phù hợp đối với mệnh chủ. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trên những căn nhà được hướng thiên y, thuộc sao cự môn thổ, chủ quản tại hướng Đông Bắc, tự quái là cấn, chủ về sức khỏe, giàu có ngàn vàng, không tật bệnh, nhân khẩu, ruộng vườn, súc vật đại vượng, khoảng một năm có của, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung, nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Mệnh chủ tuổi Đinh Sửu sinh năm 97 cần phải chú ý chọn cho mình các hướng nhà, hướng cửa hàng phù hợp với tuổi của mình để công việc được hanh thông, thuận lợi, viên mãn. Các vật phẩm quan trọng thường được bày biện trong nhà, văn phòng, cửa hàng mà gia chủ cần phải chú ý nhiều hơn, đó là két sắt. Đây là vật phẩm giúp cho gia chủ thu giữ, tích trữ, chấn giữ tài lộc cho nhà mình. Thường thì cần đặt để vào các vị trí kín ẩn, không được đối xung với cửa nhà, cửa phòng cất giữ. Vị trí đặt để lý tưởng nhất thường là đặt vào phương vị tài lộc của mệnh chủ. Kích hoạt tài lộc năm 2020. Năm 2020 theo sơ đồ cửu tinh thì các phương vị tốt để kích hoạt khí của sao nhất bạch, đoát bạch và cửu tử lần lượt là ở các phương vị Tây, Tây Bắc và Đông Bắc. Tại các phương vị này trong cửa hàng, mệnh chủ có thể tiến hành đặt các cây tài lộc, các vật phẩm kích hoạt tài lộc để kích vượng khí, nạp phúc khí cho mình. Ngoài ra, đây là các phương vị kích hoạt theo từng năm nên mệnh chủ cần phải chú ý do từng năm sẽ có những thay đổi khác nhau nên các vị trí này sẽ không cần phải quá chú trọng để ý nhiều. Bàn thờ thần tài. Thần tài là vị thần cai quản tiền bạc vật chất trong nhân gian và cả tiên giới. Chính vì vậy, người dân thờ thần tài với mong muốn nhận được may mắn thành công trong việc kinh doanh buôn bán. Việc thờ cúng cũng cần phải đầy đủ, trang nghiêm. Anh chị hãy cùng theo dõi video hướng dẫn chi tiết của chúng tôi trong video hướng dẫn chi tiết trên kênh. Thường thì việc đặt ban thờ thần tài, các gia chủ cần phải cố gắng đặt vào những cung tốt theo tuổi của mình. Nhưng đây cũng chưa phải là cách tốt nhất và tối ưu nhất. Việc bố trí, bài trí cần phải tuân theo cách cục sắp xếp của các công năng trong nhà, tránh được các xung sát trong nhà.
tại phương vị quý nhân của mình thì gia chủ có thể sử dụng thêm các vật phẩm kích hoạt hòa hợp, tăng cường vận khí của mình. Nên theo quan niệm của dân gian từ xưa tới nay, cái gốc của tài lộc chính là hòa hợp. Muốn có tài lộc tốt thì chắc chắn phải hòa hợp. Nếu không có gốc chắc chắn sẽ như bông hoa sáng nở tối tàn. Ngoài ra thì tại phong phần làm việc có thể đặt thêm một số cây xanh đem lại tài lộc, tạo nên sức sống không gian xanh như là cây ngọc ngân trong phong thủy. Có ý nghĩa về tiền bạc dồi dào, đây là loại cây mang đến may mắn, thịnh vượng, tài lộc cho chủ nhân. Cây ngọc ngân có vẻ đẹp thanh thoát, lá và thân nổi bật với màu xanh đốm trắng, xen lẫn nhau hài hòa, tinh tế, tạo cảm giác thư thái mát mắt mỗi khi ngắm nhìn. Đặc biệt, đây là loại cây rất hợp với mệnh của tuổi Đinh Sửu. Ngọc ngân còn có tác dụng thanh lọc không khí, hút bụi và các chất độc hại đem đến không gian trong lành tươi mát. Ngoài ra đây là loài cây ưa bóng râm, thích nghi tốt với môi trường trong nhà và văn phòng làm việc. Cây kim ngân theo quan niệm của người Đông Phương là loài cây thu hút tiền tài bởi kim ngân, có nghĩa là tiền vàng, vật chất giàu sang. Vì vậy, đặt loài cây này trên bàn làm việc, chủ nhân sẽ luôn gặp may mắn, thịnh vượng trong công việc và cuộc sống. Đặc điểm của cây kim ngân đó là có lá xanh tươi quanh năm, đa dạng về hình dáng cây, thích hợp trồng trong đất và cả thủy sinh với nhiều kích thước khác nhau nên đáp ứng được đầy đủ mọi nhu cầu trang trí nội thất. Cây vạn niên thanh hay còn gọi là cây trầu bà vàng có ý nghĩa phong thủy, mang đến may mắn, sức khỏe và vững bền trong sự nghiệp. Lá cây hình trái tim có đường vân màu vàng trắng đẹp mắt. Cuối cùng, việc lựa chọn màu sắc quần áo, màu xe phù hợp với mình để tăng cường vận khí mang lại bình an may mắn sẽ phụ thuộc nhiều vào bát tự của mình. Gia chủ cần phải cung cấp đầy đủ những thông tin năm tháng ngày giờ sinh để các chuyên gia phân tích đưa ra thông tin ngũ hành còn đang khuyết thiếu, giúp mệnh chủ bổ sung lại đầy đủ hơn. Với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, mong rằng các mệnh chủ tuổi Đinh Sửu sinh năm 97 sẽ áp dụng được đối với doanh nghiệp, công ty, cửa hàng của mình để công việc thêm phần hanh thông, cuộc sống tốt đẹp hơn. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ cảm xúc, thắc mắc của mình ở phía dưới phần bình luận để được sự hỗ trợ từ thầy Gia Cát cùng đội ngũ tư vấn hỗ trợ của thầy. Sự góp ý chân thành của anh chị sẽ giúp cho chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về phong thủy tử vi ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.